Nghề trồng tiêu có từ lâu đời tại nhiều địa phương của tỉnh Kiên Giang, trong đó nổi tiếng nhất là thương hiệu tiêu thành phố Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Kiên Lương. Chất lượng hạt tiêu của Kiên Giang không thua kém so với cây tiêu ở các địa phương khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người trồng tiêu gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số lượng cây tiêu sụt giảm. Việc vực dậy ngành nghề trồng tiêu đang được địa phương khẩn trương thực hiện, nhất là chuyển sang trồng theo công nghệ cao và khai thác vườn tiêu theo hướng phát triển du lịch. Tại thành phố Hà Tiên, với địa hình có nhiều đồi núi, việc canh tác nông nghiệp hết sức khó khăn, nên thường trồng tiêu ven chân núi, theo tập quán của người dân và nguồn nước cung cấp cho sản xuất cây tiêu lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên, chủ yếu dựa vào nước mưa. Do vậy, để đảm bảo được diện tích, năng suất, chất lượng, thu nhập ổn định cho nhà vườn, thì việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất cây tiêu là hết sức cần thiết. Những năm qua, được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, Trạm Khuyến nông thành phố Hà Tiên triển khai mô hình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên hồ tiêu. Mô hình được điển hình với quy mô 1 hectare tại hộ gia đình ông Vĩnh Kim ở xã Thuận Yên. Mục tiêu là ứng dụng kỹ thuật canh tác giảm chi phí, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật canh tác cây hồ tiêu, tạo ra sản phẩm sạch, tăng lợi nhuận, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình cho nông dân. Đầu tư này nó cũng tương đối là nó nặng, nhưng mà tưới nhỏ giọt thì mình có lượng nước mình tưới nó tương đối là nó tiết kiệm được nước đó, tưới này nó ổn định hơn, thì thấy làm này nó cũng kết quả tốt lắm. Thì cố gắng khắc phục đó, nó mà làm thì nó duy trì lại cái tiêu thôi. Chứ mình không có tưới nhỏ giọt, mình chờ thiên nhiên, mà thời tiết bây giờ thì nó thay đổi khí hậu này, nó cũng mưa giãn, thì coi như tháng 2, tháng 3 này nọ, thì coi như cái lượng mưa nó không có, thì mình dừng cái nhỏ giọt mình tưới này để giữ lại cái cây tiêu mình cho nó ổn định. Kết quả cho thấy mô hình triển khai phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Hà Tiên nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung, góp phần khắc phục được tình trạng thiếu nguồn nước ngọt trong canh tác và được nhân rộng trên địa bàn thành phố. Nông dân tham gia mô hình và nông dân trong vùng đồng tình ủng hộ. Việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây tiêu bước đầu đã mang lại thành công, hiệu quả sản xuất cao hơn và quy trình sản xuất phù hợp trong điều kiện khó khăn, khô hạn, biến đổi khí hậu. Hệ thống tưới này được lắp đặt theo kiểu nước chảy từng giọt, quá trình tưới chậm nên không làm thất thoát nước và phân ra ngoài, giúp cây hấp thụ được toàn bộ. Người nông dân tiết kiệm được lượng nước tưới, giảm phân bón hóa học, giảm công lao động, tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó có thể đảm bảo được quy trình sản xuất tiêu sạch, an toàn theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Vừa qua thì cũng có ứng dụng cái tiến bộ khoa học công nghệ vào cái tưới nhỏ giọt theo công nghệ cao cho các cái hộ nông dân, thì cái hiệu quả đem lại là khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg là trên một bụi tiêu, đảm bảo là bà con là sản xuất hiệu quả và có cái thu nhập ổn định. Tiêu là loại cây thân bò mảnh mai, trên những đốt trên thân có rễ bám để giúp cây có khả năng vươn lên và mọc thành cụm. Để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch, cần trồng trụ tiêu để tạo điểm tựa cho thân tiêu. Hiện nay có 3 loại trụ tiêu cơ bản được bà con nông dân sử dụng là trụ đúc bê tông, trụ gạch xây và trụ sống. Tùy vào loại trụ sử dụng mà mật độ và khoảng cách trồng của tiêu khác nhau. Theo nhà vườn trồng tiêu tại đây, vài năm trước giá tiêu còn ở mức cao, tiêu hạt tiêu thụ mạnh, sốt giá và có thời điểm mức giá vài trăm ngàn đồng một ký. Với giá này, nông dân trồng tiêu có lãi rất cao. Thậm chí thời điểm đó, khách tham quan du lịch rất ưa chuộng tiêu thương hiệu tiêu Phú Quốc. Sau khi trừ hết các khoản chi phí sản xuất, nhiều gia đình làm giàu từ nghề trồng tiêu trên mảnh đất của mình. Vấn đề mà bà con trồng tiêu hiện nay quan tâm nhất chính là phòng bệnh trên cây tiêu. Và với đa số bà con trồng tiêu, nỗi lo lớn nhất là đối phó với căn bệnh chết nhanh chết chậm. Bệnh này không những làm giảm năng suất mà còn làm chết cây hàng loạt trên diện rộng. Trong những năm trở lại đây, cây tiêu đã trở thành loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con.
Cách canh tác tốt nhất, bền vững và lâu dài là tìm cây trụ sống thích hợp cho cây tiêu leo. Đầu tiên là mình phải cắt cái dây mình trồng một năm đó là mình phải cắt ra, rồi mình mới đem trồng xuống là mình phải cột nó, khi nào nó lên mình phải cột, lên tới đâu mình cột tới đó, mình cột từ mắt nó, cho nó bò lên rồi ra bông thì mình hái bỏ, nặng cho cái cây tiêu nó tốt. Khoảng 2 năm là nó mút cái nọc là mình để trái là năm thứ ba là bắt đầu mình hái đó. Nếu mà Hà Tiên á, đúng cây tiêu truyền thống của Hà Tiên ở Phú Quốc này thì bắt đầu bước vào tháng 2 là bắt đầu thu hoạch, là tháng 2 cho thu hoạch cho tới kéo dài cho đến tháng 4 là hết, là chấm dứt. Ở đây người ta bẻ cái buồng tiêu rồi, ta mới lựa cái hạt chính ta mới lặt đi. Ta lấy ra cái hạt tiêu đó, rồi người ta mới đưa vô ta phơi, ta xay tách hộp ra. Ta mới làm tiêu ở đây là mua bán xuất nhập khẩu, còn cái tiêu chính nó phải lặt từ hộp hoặc ra. Cái tiêu lặt ra, mà tiêu chính cũng mấy loại nữa. Tiêu chính mà người lặt từ hộp đó, là thứ đó mấy câu đổ vô là 10 hộp như là 10. Mà nó đỏ tươi luôn. Đỏ tươi mà nếu mà phơi, còn phơi cái tiêu chính còn phải biết kỹ thuật phơi nữa. Đến nay toàn tỉnh Kiên Giang hiện có gần 1.000 hecta diện tích trồng tiêu với sản lượng khoảng 2.000 tấn mỗi năm, tập trung nhiều ở Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương và huyện Gò Quao. Tuy nhiên với lối canh tác theo kiểu truyền thống, chưa nắm rõ về kỹ thuật chăm sóc cũng như trong cách bón phân, nguồn nước tưới cũng rất khan hiếm nên sản lượng thu hoạch đạt thấp. Mặc dù là cây trồng truyền thống có từ lâu đời, nhưng so với cây tiêu ở những khu vực lân cận, có lúc chưa được các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng quan tâm nhiều. Giá tiêu lên xuống thất thường, nên có thời điểm người trồng tiêu không còn mặn mà với nghề này. Vườn tiêu của ông Trang Đức Ninh ở xã Dương Tờ, thành phố Phú Quốc, rộng hơn 3 hecta, với hơn 1.000 trụ tiêu trồng theo mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất tiêu chuẩn LoboGAP, mang về cho nhà vườn sản phẩm tiêu hạt chất lượng cao và những nguồn lợi khác từ du lịch. Theo ông Ninh, những năm trước đây bình quân mỗi ngày đón hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan vườn, tận hưởng không gian xanh, thoáng mát, yên tĩnh và tìm hiểu nghề trồng tiêu. Tuy nhiên hiện nay do nhiều nguyên nhân nên khách du lịch có phần ít hơn. Ngoài việc tập trung chăm sóc phát triển vườn tiêu luôn xanh tốt, tạo cảnh quan đẹp mắt, nâng cao năng suất chất lượng tiêu hạt, nhà vườn này còn sản xuất chế biến muối tiêu các loại như muối hồng tiêu, tiêu dưỡng sinh, muối tiêu ớt, muối tiêu hải sản, tiêu ngào đường và các sản phẩm tiêu xanh, tiêu khô. Ở Phú Quốc, người ta bà con nông dân người ta hạn chế tối đa về vấn đề sử dụng phân hóa học, lấy cái phân hữu cơ làm nền tảng cho nông nghiệp. Chính vì chỗ đó mà tụi nước ngoài, khách du khách nước ngoài, kể cả khách trong nước, người ta rất ưa thích cái hạt tiêu Phú Quốc. Là nó có cái độ cay và độ nồng thích hợp. Chứ hơn nữa cái giống tiêu truyền thống mấy đời nay là cái giống tiêu xẻ. Tuy rằng cái chuỗi tiêu nó không dài giống cái tiêu lai, nhưng mà cái chất của nó bên trong nó đạt hiệu quả. Để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái vườn tiêu ở Phú Quốc hướng đến các tiêu chí gồm có diện tích đảm bảo thiết kế nơi ăn, nghỉ ngơi, thư giãn, tham quan và dịch vụ phục vụ du khách, nhà vườn đã tham gia tập huấn sản xuất, trồng tiêu theo quy trình LoboGAP, có khả năng tài chính tham gia kinh doanh du lịch, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ bản phục vụ dịch vụ du lịch. Cùng với đó, mô hình xây dựng các phân khu, giới thiệu vòng đời cây tiêu, từ khâu chọn giống trồng, các giai đoạn sinh trưởng đến thu hoạch sản phẩm, khu tham quan giống ươm mầm, sản xuất, đóng gói các sản phẩm tiêu, khu trưng bày và bán sản phẩm kết hợp giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch Phú Quốc, Kiên Giang, mô hình tổ chức có hệ thống, quy trình phối hợp giữa nhà vườn, chính quyền địa phương, công ty lữ hành và du khách, tạo thành một sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương. Tôi cũng được biết thì tiêu ở Phú Quốc á, nổi tiếng trong cả nước cũng như khắp vùng Đông Nam Á. Thì cái hạt tiêu Phú Quốc thì do điều kiện thổ nhưỡng, rồi là khí hậu, vùng đất, nên tiêu Phú Quốc nó có cái hạt to, chắc, vị thơm, cay, rất ngồng. So với các loại tiêu khác thì ăn nó ngon hơn và người tiêu dùng thích hơn. Cô thấy ở cái nơi này đất đai và khí hậu nó rất là phù hợp với lại trồng tiêu, và thiên nhiên thì ưu đãi, cây cối thì rất là nhiều, cho nên nó có một cái môi trường rất là trong lành mà trồng tiêu thì rất là hợp, mà năng suất có lẽ là rất là cao đấy.
Với sự cạnh tranh từ nhiều loại sản phẩm tiêu của nhiều địa phương khác nhau, việc tiêu thụ đang gặp khó khăn. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, người trồng phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư giống, học hỏi các mô hình hiệu quả, tốn kém khá nhiều vốn, nên khi đầu ra sản phẩm bấp bênh thì họ gặp khó về tài chính để tái đầu tư. Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm để mở rộng thị trường cho sản phẩm tiêu nói riêng và sản phẩm chủ lực của tỉnh nói chung, Kiên Giang đã mạnh dạn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, kết nối giao thương tại các thị trường, lên kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến quảng bá hàng hóa, nắm bắt thông tin nhu cầu thị trường, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đa số khách du lịch mà ra Phú Quốc á, thì họ đến tham quan vườn tiêu, và ví dụ trong đó một đoàn cũng khoảng 10 người đi thì trong đó cũng khoảng 6 người hoặc 5 người người ta có mua tiêu rồi. Cho nên là cái lượng khách du lịch mà mua tiêu so với cái lượng khách du lịch mà mua hải sản thì nó cũng tương đương với nhau. Cái hiệu quả kinh tế cây tiêu ở Phú Quốc thì nó vẫn còn chứ nó không có mất, mặc dù cái tin tức trên thị trường thì tiêu mất giá là lý do không xuất khẩu được. Nhưng mà tiêu Phú Quốc vẫn bán được cho cái quốc gia lân cận, tức là Campuchia. Và đồng bào trong nước họ vẫn mua, nhưng mà họ mua họ đem đi đâu bán thì mình không rõ, nhưng mà họ đến đây vẫn mua số lượng lớn. Để vực dậy nghề trồng tiêu ở Kiên Giang, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đã và đang khuyến khích người dân thành lập các tổ hợp tác trồng tiêu nhằm nâng cao năng suất và sản lượng, đồng thời đang tiến hành xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cây tiêu của từng địa phương để quảng bá giới thiệu đến nhiều nơi trong và ngoài nước, nhằm giúp giá trị của hạt tiêu tại địa phương ngày càng nâng lên, người trồng tiêu có thu nhập ổn định từ ngành nghề này. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần ngành chức năng có biện pháp hiệu quả hơn nhằm vực dậy, xây dựng thương hiệu cây tiêu đặc trưng vốn có của vùng đất Kiên Giang. Khi có được thương hiệu và xây dựng các sản phẩm ô cớp theo tiêu chuẩn đặt ra, sẽ giúp cây tiêu tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để cải tạo mô hình này, nâng cao tiếp tục giá trị kinh tế thông qua là sản phẩm, tiếp tới là sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm đăng chuẩn ô cớp, có thể 3 sao, 5 sao trở lên, để chúng ta tiến hành là thương mại hóa các sản phẩm này, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao cái hiệu quả kinh tế của người nông dân trong cái việc thực hiện các cái mô hình này. Có thể thấy nghề trồng tiêu ở Kiên Giang góp phần phát triển du lịch, mang lại hiệu quả thiết thực cho các nhà vườn, đồng thời chuyển tải thông điệp bảo vệ, khôi phục, tái tạo môi trường, cảnh quan thiên nhiên xanh, thân thiện cho cuộc sống con người. Với những giải pháp thiết thực đồng bộ của địa phương thời gian qua và những định hướng sắp tới, tin rằng những khó khăn vướng mắc sẽ được giải quyết, giúp cây tiêu tiếp tục phát triển, khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống của địa phương.